Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có rất nhiều điều cần phải chuẩn bị để có thể xây dựng và hoàn thiện được một ngôi nhà, đó là thời gian, tiền bạc và công sức. Trong đó, yếu tố đầu tiên cần có để có thể làm nhà đó chính là đất. Phong thủy nhà ở từ lâu đã là vấn đề được chú trọng đối với rất nhiều các nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam, nhất là đối với việc cất nhà. Một trong ba việc hệ trọng của đời người thì việc nghiên cứu và chọn lựa cho mình một mảnh đất cất nhà phù hợp phong thủy là điều hết sức quan trọng. Vậy, làm thế nào để có thể chọn được đất làm nhà được đẹp để cho quá trình xây dựng và sinh sống của gia đình trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn? Đây thực sự là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và trong nội dung chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ giúp các bạn có thêm những kinh nghiệm để có thể chọn đất làm nhà ở hợp phong thủy và tốt nhất. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem phong thủy nhà ở là gì và tại sao lại phải chọn đất hợp phong thủy. Phong thủy là từ để chỉ các nghiên cứu về sự tác động của các nhân tố tự nhiên đến vận mệnh của con người. Xem phong thủy nhà ở là một phạm chủ riêng trong phong thủy. Đó là việc xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố chính như đất đai, hướng nhà, địa thế khu vực, mạch nước ngầm, hướng dòng chảy hay các yếu tố phụ như cách sắp đặt phòng ốc, bố trí ánh sáng trong nhà, thiết kế đồ nội thất. Trong đó, đất đai là một nhân tố cơ bản quan trọng. Mùa đất cất nhà, đất là nền móng cốt lõi của mỗi ngôi nhà. Ông bà ta thường nói đất lành chim đậu, mỗi một mảnh đất sẽ có các đặc điểm phong thủy của riêng nó và tùy theo từng người sẽ có điểm lợi và hại. Chọn một mảnh đất hợp phong thủy nhà ở sẽ giúp bạn có nền tảng vững vàng là bước quan trọng đầu tiên để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Vậy, chọn đất đai hợp phong thủy nhà ở là như thế nào? Trong các cách xem phong thủy nhà ở liên quan tới đất đai, điều đầu tiên bạn cần chú ý đó chính là vị trí hình dạng đất. Đây là các yếu tố chính đơn giản nhất trong việc xem phong thủy nhà ở qua đất đai mà với nó bạn có thể dễ dàng đánh giá được mảnh đất đó là tốt hay xấu. Đầu tiên, cách xem phong thủy nhà ở thông qua hình dạng đất. Trên thực tế, chủ đầu tư không có quá nhiều lựa chọn đất làm nhà theo hình dạng. Vì thế, để khắc phục được những mảnh đất có hình dạng không như ý muốn thì giải pháp thiết kế nhà ở được quan tâm hàng đầu. Gặp đất sao thì làm nhà vậy, gặp đất xéo mà làm nhà vuông, gặp nhà méo thì làm phòng vuông, tất cả đều có thể xảy ra, đều có cách giải quyết. Và vì thế, việc chọn đất làm nhà theo hình dạng là yếu tố bạn cần xem xét, tuy nhiên cũng không cần phải đặt nặng quá vấn đề này. Đặc biệt, quan điểm chọn đất làm nhà theo hình dạng thường gắn với những ý nghĩa về mặt tâm linh, phong thủy. Mảnh đất hình tam giác. Sự khốc cạnh, sắc nhọn của mảnh đất hình tam giác khiến cho con người có cảm giác bất an, không tin tưởng. Do đó, những mảnh đất hình tam giác thường không được chủ nhà lựa chọn. Nếu đất rộng rãi thì không sao vì còn có thể lựa đất làm nhà cho vuông vắn. Ngược lại, nếu đất quá chật hẹp, mang lại hình dạng tam giác thì rất khó khăn trong việc thiết kế, thi công nhà. Nếu chọn đất tam giác để làm nhà thì phải cắt đất thành hình chữ nhật để làm, phần đất còn lại dùng để trồng cây. Rất dễ dàng nhìn thấy được sự bất lợi của mảnh đất tam giác khi chọn làm nhà ở, vì thế sẽ rất khó để tận dụng được tối đa diện tích quỹ đất, mặt khác tính thẩm mỹ cũng không được cao. Mảnh đất dạng hình vuông. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn sở hữu cho mình mảnh đất hình dạng này. Chưa nói đến yếu tố liên quan tới xem phong thủy nhà ở, một mảnh đất vuông vắn có thể giúp được rất nhiều lợi ích khi có thể tận dụng tối đa diện tích đất để làm nhà. Ngoài ra, ngôi nhà của bạn cũng sẽ có tính thẩm mỹ cao khi nằm cân xứng, ngay ngắn trên thửa đất. Còn về cách xem phong thủy nhà ở cho mảnh đất hình vuông, theo quan điểm dân gian, trời thì tròn, đất thì vuông. Hình vuông là biểu tượng đại diện cho đất. Xây nhà trên mảnh đất này sẽ đem lại sự vững chãi, chắc chắn và toàn vẹn. Mảnh đất hình chữ nhật.
giống mảnh đất hình vuông, mảnh đất hình chữ nhật với các góc vuông vắn cũng là lựa chọn rất tốt và dễ dàng để tìm mua. Trong quan điểm xem phong thủy nhà ở, mảnh đất hình chữ nhật đại diện cho sự sinh trưởng và phát triển. Mảnh đất hình thủ méo mó hoặc các hình dạng đặc biệt khác. Chưa xét đến khía cạnh phong thủy, một mảnh đất có hình dạng méo mó sẽ gây khó khăn nhiều trong quá trình thiết kế cũng như thi công nhà ở. Còn về phong thủy, một mảnh đất méo mó dễ khiến các dòng không khí lưu thông trong nhà bị tắc nghẽn, xung đột và gây ảnh hưởng xấu. Ngoài ra, xây dựng nhà ở trên mảnh đất này với diện tích hẹp theo kiến trúc phải uốn lượn theo hình dạng đất. Điều này không tốt cho người cư ngụ, về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng xấu tới tinh thần. Với các mảnh đất hình dạng này, thường gặp nhất là trường hợp đầu voi đuôi chuột. Trong cách xem phong thủy nhà ở liên quan tới đất đai, mảnh đất đầu voi đuôi chuột với mặt tiền mở rộng và càng hẹp dần về sau rất không tốt. Cư ngụ trên mảnh đất này, nếu nhà ở không được thiết kế hợp lý, sẽ gây ảnh hưởng tới hậu vận, tuổi thọ của người già không cao và dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Thứ hai là chọn đất làm nhà ở theo vị trí thửa đất. Vị trí của mảnh đất được hiểu là địa điểm xây dựng ngôi nhà của bạn tại đâu. Đối với những mảnh đất của ông cha đất tổ để lại cho con cháu đời đời thì có vẻ yếu tố này không mấy quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định mua một mảnh đất mới để xây nhà thì việc chọn đất làm nhà như thế nào thực sự cũng rất quan trọng. Thường thì khi chọn đất làm nhà, căn cứ theo vị trí đất, bạn cần phải làm rõ được những vấn đề sau. Thứ nhất, đó là mục đích sử dụng ngôi nhà bạn dự định xây dựng là gì? Chỉ để ở hay thuần túy kết hợp với mục đích kinh doanh, bán hàng? Nếu như bạn có dự định sử dụng khác cho ngôi nhà của mình thì nên tính toán tới các trường hợp xa hơn. Ví dụ, dự định sẽ buôn bán thì vị trí đất của bạn nên chọn là thửa đất có đông người ở hoặc có 2 cho đến 3 mặt tiền để thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán. Thứ hai là vị trí chọn đất vào nhà cũng có thể căn cứ vào các yếu tố của xã hội, bao gồm có gần trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị hay cơ quan làm việc hay không. Nó có phù hợp với những nhu cầu sống thiết yếu của gia đình hay không, hoặc nhu cầu đặc trưng của từng gia đình là khác nhau. Thứ ba là cách xem phong thủy nhà ở thông qua chọn vị trí đất. Nên chọn đất ở vị trí tụ khí. Theo quan điểm phong thủy học, đây là những vùng đất thấp ở phía trước và cao ở phía sau. Trong phong thủy nhà ở, điều này có nghĩa là khiến cho sự may mắn tràn vào từ không gian rộng phía trước và chạy tràn sang hai bên nhà, hình thành các vòng xoáy lưu thông liên tục từ trước vào trong nhà và không thoát ra ngoài được. Nguyên tắc tứ linh. Một cách xem phong thủy nhà ở đối với đất khác là nên chọn đất theo nguyên tắc tứ linh. Bạn có thể hình dung điều này giống như ngôi nhà bạn là trung tâm với tứ linh bao quanh. Tả Thanh Long là bên trái có nước chảy đất thấp. Hữu Bạch Hổ bên phải nên có đất hoặc vật cao hơn nhà. Hậu Huyền Vũ sau nhà nên có núi cao và Tiền Chu Tước trước nhà nên rộng và bằng phẳng. Xét theo các yếu tố này, một miếng đất quanh hồ nước là vị trí đáp ứng tốt tất cả các yếu tố trên. Chọn đất phù hợp với tuổi, mệnh của bạn. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong các cách xem phong thủy nhà ở. Ví dụ, xem phong thủy nhà ở cho người Tý sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 nên chọn đất theo các hướng Đông Bắc lệch về phía Bắc, Đông Nam lệch về hướng Đông và Tây Nam lệch về phía Tây. Hướng Nam hoặc lệch về hướng Nam là những hướng đất nên tránh vì không hợp phong thủy đối với người tuổi này. Vị trí đất tốt liên quan đến xem phong thủy nhà ở còn là nơi hội tụ các yếu tố thiên khí và địa khí. Có nghĩa là khu vực này không được bị ô nhiễm về không khí cũng như ô nhiễm đất đai, nguồn nước. Thứ tư, một số lưu ý chọn đất đai phù hợp phong thủy nhà ở mà bạn cần phải biết. Đầu tiên là đất nằm ở giữa hướng đường cái đâm thẳng vào. Trong việc xem phong thủy nhà ở, đây được xem là điều tối kỵ. Ngôi nhà với vị thế như thế này được gọi là nhà miệng hồ sẽ khiến người cư ngụ thường gặp tai nạn xe cộ, bị thương hoặc mắc các bệnh phải phẫu thuật thường xuyên, tài vận của bạn cũng không được tốt nếu ở trong ngôi nhà kiểu này. Ngoài ra, nhà nằm chính diện với đường rất dễ bị xe cộ lưu thông đâm thẳng vào nhà, gây tai nạn. Khi các nhà trên đất có địa thế như thế này nên xoay hướng cửa chính ra sao cho đường đâm vào bên hông nhà. Nếu tình thế không thể thay đổi hướng nhà, đặt một đôi tỷ hưu hoặc đôi kỳ lân đá trước cửa nhà nơi đối diện với đường vừa giúp trang trí vừa giúp giảm bớt hung sát. Thứ hai là đất nằm ở vị trí giữa hai lưới kéo. Vị trí đất này thường nằm ở ngã ba đường
nơi có hai đường giao nhau hoặc giữa hai nhánh sông giao nhau. Trong cách xem phong thủy nhà ở, các nhà ở thế đất này rất dễ khiến gia chủ bị đột tử hay hao tiền tốn của. Tại những nơi có các đường lớn giao nhau, luồng khí xung sát tạo ra do xe cộ chạy nhanh và nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho nhà ở vốn cần yên tĩnh và thoải mái. Ở các vị trí ngã ba, ngã tư cũng rất ồn ào, khói bụi khiến người thăm nhà luôn cảm thấy không được yên ổn. Trong phong thủy, đây được gọi là thế nhà phạm cước sát. Thứ ba là có cây to ở trên đất. Khi gặp trường hợp này, khi cất nhà, bạn nên chú ý xoay chuyển vị trí nhà, tránh cây to nằm phía bên phải. Không được để cây to hoặc cột điện nằm trước cửa nhà vì đây là điểm hung sát gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mảnh đất có nhiều cây cổ thụ cũng không tốt khi cất nhà vì đây là nơi tích tụ nhiều âm khí, nhất là những cây đã khô héo. Thứ tư là đất gần đền thờ, miếu. Đền, chùa, miếu mạo là nơi chốn linh thiêng, hơn nữa mang dư khí rất mạnh do có nhiều hương đèn, người ra vào, nên không hợp nằm ở nhà ở. Nếu nhà nằm ở phía sau thì không sao, nhưng nằm ở phía trước là rất tối kỵ. Nếu sinh sống ở khu vực này, gia đình rất dễ gặp rủi ro hoặc mắc một số vấn đề về sức khỏe. Với nhà ở phía trước đền, chùa, miếu mạo thì cách hóa giải tốt nhất đó là gia chủ nên cố gắng tạo một khoảng sân vườn ở phía sau nhà với tường bao kín xung quanh để có khoảng đệm ngăn cách. Trong vườn trồng nhiều loại cây tán lá tốt để ngăn cản bớt dương khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.